Ngày 12 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Đức Thắng, là cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang về hành vi nhận hối lộ. Căn cứ kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, các nhân viên làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang có hành vi nhận tiền của các chủ phương tiện để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho xe đăng kiểm. Căn cứ vào hành vi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Vũ Đức Thắng là đăng kiểm viên bậc cao, trưởng dây chuyền kiểm định của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang về hành vi nhận hối lộ, đồng thời tổ chức khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can để thu thập tài liệu có liên quan, phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.